xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết về phương pháp bảo toàn khối lượng. Đối với phương pháp bảo toàn khối lượng thì chúng ta cần chú ý những nội dung sau. Thứ nhất, trong phản ứng hóa học, thì tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng chất sản phẩm. Đấy, trong phản ứng hóa học thì chúng ta áp dụng cái biểu thức là gì? Tổng khối lượng chất tham gia phải bằng tổng khối lượng chất sản phẩm. Trường hợp thứ hai, trong hợp chất hóa học, trong hợp chất hóa học thì chúng ta áp dụng công thức là gì? Khối lượng của hợp chất bằng tổng khối lượng của các nguyên tố tạo thành cái hợp chất này. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, trong dung dịch, thì chúng ta có khối lượng dung dịch bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi. Ở đây chúng ta có hai trường hợp. Thứ nhất, khi pha trộn dung dịch, thì khối lượng dung dịch sau bằng khối lượng dung dịch trước trừ khối lượng chất tủa hoặc là khối lượng chất khí đầy hơi, được chưa? Còn trường hợp thứ hai, khi cô cạn dung dịch, thế thì chúng ta có cái khối lượng hỗn hợp muối sẽ bằng khối lượng của calcium cộng khối lượng anion. Đấy. Đấy là những trường hợp chúng ta áp dụng bảo toàn khối lượng. Ba trường hợp như vậy. Trong giải toán chúng ta thường gặp ba trường hợp như vậy. Trong phản ứng hóa học thì tổng khối lượng chất tham gia phải bằng tổng khối lượng chất sản phẩm. Trong hợp chất hóa học thì khối lượng của cái hợp chất ấy bằng tổng khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất ấy. Còn trong dung dịch thì sao? Khối lượng dung dịch bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi. Khi pha trộn dung dịch thì khối lượng dung dịch sau phải bằng khối lượng dung dịch trước trừ đi cái khối lượng chất tủa hoặc là chất khí đầy hơi. Còn khi cô cạn dung dịch thì khối lượng hỗn hợp muối bằng khối lượng calcium cộng khối lượng anion. Nha. Các bạn xem lại nội dung bài giảng ha. Áp dụng các nội dung này để giải một số bài tập liên quan đến phương pháp bảo toàn khối lượng. Bài tập như trên màn hình. Cho hỗn hợp X gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch ArnO3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của ArnO3 đã tham gia phản ứng. Phần trăm khối lượng của NaCl trong hỗn hợp X là A. 38.62%, B. 15.78%, C. 27.84%, D. 42.12%. Rồi, đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hỗn hợp X gồm có hai muối là NaCl và NaBr tác dụng với ArnO3 dư. Sau phản ứng thì tạo kết tủa là gì? ArnCl
AR, BR và còn lại là NA, NO3. Ở đây người ta cho cái khối lượng kết tủa bằng khối lượng của AR, NO3 tham gia phản ứng. Và người ta yêu cầu tìm phần trăm khối lượng của NaCl trong hỗn hợp X. Được chưa? Đấy. Bài tập chỉ cho chung chung như vậy, không có một cái số liệu cụ thể nào hết. Và yêu cầu tính phần trăm của NaCl. Ha. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta giải bài tập này như sau. Đầu tiên chúng ta viết các phương trình phản ứng nó xảy ra như thế nào. Gọi là cách thứ nhất đi ha. Cách thứ nhất. Thì chúng ta có là gì? NaCl tác dụng với Ar NO3 tạo thành là gì? Ar Cl kết tủa và Na NO3. Ta đặt đây là phương trình phản ứng số 1. Tiếp theo, NaBr tác dụng với Ar NO3 tạo thành là gì? Ar Br kết tủa cộng Na NO3. Ta đặt đây là phương trình phản ứng số 2. Ở đây nếu chúng ta gọi X là số mol của NaCl tham gia phản ứng số 1 và Y là số mol của NaBr tham gia phản ứng thứ 2 thì chúng ta có cái bảo toàn khối lượng như sau. Khối lượng của hỗn hợp X cộng khối lượng của Ar NO3 phản ứng bằng khối lượng của kết tủa cộng khối lượng của Na NO3. Được chưa? Đây. Tổng khối lượng chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất tạo thành. Được chưa? MX chính là gì? Khối lượng của NaCl cộng với khối lượng của NaBr. MAR NO3 phản ứng ở đây và ở đây. M kết tủa chính là MARCl và ARBr. MNA NO3 chính là ở đây và ở đây. Được chưa? Đây, đây là biểu thức của bảo toàn khối lượng. Rồi, vì đề bài cho là gì? Cái khối lượng kết tủa bằng khối lượng của ARNO3 phản ứng kết tủa đây. MARNO3 phản ứng đây. Cái này bằng cái này. À, chúng ta đơn giản đi. Được chưa? Gạch ha. Được chưa? Rồi, như vậy cái phương trình này còn lại là gì? MX. M, N, A, N, O, 3. Được chưa? Như vậy chúng ta biểu diễn thêm một bước nữa là gì? M, X chính là gì? M của N, A, C, L cộng M của N, A, B, R bằng M, N, A, N, O, 3. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thay số vào. M, N, A, C, L chính là số mol của nó nhân cho khối lượng mol chính là 58,5 nhân X cộng MNABR là nhiêu? 103 nhân Y bằng MNANO3. Thế thì NaNO3 ở phản ứng thứ nhất sinh ra là bao nhiêu? Chính là X mol. Ở phản ứng thứ hai là bao nhiêu? Chính là Y mol. Như vậy, tổng MNANO3 chính là gì? 85 nhân cho X cộng Y. Từ đây, chúng ta rút ra được cái phương trình là gì? 18Y bằng 26,5X. Điều này tương đương với là gì? Y bằng 26,5X chia cho 18. Ta đặt đây là phương trình A. Đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của NaCl. Thế thì theo công thức thì phần trăm khối lượng của NaCl sẽ bằng khối lượng của nó chia khối lượng của hỗn hợp
nhân 100. Rồi, chúng ta thay vào. Khối lượng của NaCl chia cho khối lượng của hỗn hợp X là gì? Khối lượng của NaCl cộng khối lượng của NaBr nhân 100. Và khối lượng NaCl chính là gì? 58.5X chia cho khối lượng NaCl dưới này cũng là 58.5X cộng 103Y nhân 100. Rồi, ta đặt đây là phương trình V. Ta thay cái giá trị Y ở phương trình A này, tức là 26.5X chia 18 vào đây. Một phương trình B đây, thì ta có là gì? Thay A vào B, thì ta có được là cái phần trăm khối lượng của NaCl lúc này sẽ bằng là gì? Viết lại ha, 58.5X chia cho 58.5X cộng 103Y chính là gì? Nhân 26.5X chia cho 18 và ở ngoài là nhân 100. Tính cái giá trị này ra thì nó sẽ là gì? Ở đây X đây, X đây, X đây, đơn giản ha. Ẩn số đơn giản rồi, chỉ còn các cái số liệu đó thôi ha. Nên chúng ta chia ra ta tính được là gì? 27.84%. Và chúng ta chọn được cái đáp án C, được chưa? Đây, 27.84% là đáp án C. Bài tập này không cho một số liệu nào hết, không cho bao nhiêu gam, không cho bao nhiêu khối lượng là bao nhiêu hay là số mol là bao nhiêu hết. Nhưng mà chúng ta vẫn tính ra được cái phần trăm khối lượng của nó, được chưa? Đấy, rồi, đây là cách thứ nhất để chúng ta giải bài tập này. Bây giờ cũng bài tập này, chúng ta làm thêm một cách nữa ha, gọi là cách thứ hai đi ha. Cách thứ hai. Rồi. Thì bây giờ cách thứ hai ta lý luận như sau. Vì khối lượng cách tủa bằng khối lượng của AgNO3 tham gia phản ứng. Do đó chúng ta có cái phương trình là gì? Khối lượng của AgCl cộng khối lượng của AgBr phải bằng khối lượng của AgNO3. Thay số vào chúng ta có là gì? AgCl ở đây bao nhiêu? Chính là X mol. Thế thì cái khối lượng của nó là nhiêu? 143.5 nhân X cộng khối lượng của AgBr, số mol ở đây bao nhiêu? Chính là Y mol cộng 188Y bằng khối lượng của AgNO3 ở đây là bao nhiêu? X mol. Ở đây phản ứng là bao nhiêu? Y mol. Như vậy tổng khối lượng của AgNO3 là gì? 170 nhân cho X cộng Y. Và từ đó chúng ta cũng rút ra được là gì? Y bằng 26.5X chia cho 18. Ta đặt đây là phương trình C. Rồi, ta tính cái phần trăm khối lượng của NaCl để bằng khối lượng của nó chia cho khối lượng hỗn hợp nhân 100. Thay vào, khối lượng của NaCl là bao nhiêu? 58.5X. Khối lượng của hỗn hợp X chính là gì? 58.5X cộng 103Y nhân 100. Và ta thay cái giá trị Y tìm được ở đây. Y bằng 26.5X chia 18 vào đây. Thì ta có là gì? Bằng 58.5X chia cho 58.5X cộng 103 nhân Y, tức là 26.5X chia 18. Rồi, nó gọi là nhân 100. Ở
đây chúng ta đơn giản x đây à, còn lại các số này bấm máy chúng ta tính được là gì? 27.84%, và chúng ta chọn được cái đáp án C. Đây, được chưa? Rồi, chúng ta xem lại hai cách giải bài tập này ha. Bài tập này rất là hay đấy. À, nó không cho một cái số liệu nào hết, nhưng mà nó vẫn biểu tính cái phần trăm và vẫn tính ra được cái số liệu là phần trăm của NaCl là 27.84%. Các bạn đọc đề bài tuyệt nhiên không thấy một cái dữ kiện nào về khối lượng hay là số mol hay là bất cứ một cái gì hết, một con số đại số nào hết ha. Nhưng mà vẫn tính ra được cái phần trăm khối lượng của NaCl này ha. Đấy. Rồi, ta xem lại hai cách giải của bài này ha. Chưa? Bài tập như trên màn hình. Trộn 10.80g bột aluminum Al với 9.60g bột Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là a 10.80, b 9.60, c 10.20, d 20.40. Để đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho 10.80 gam Al và 9.60 gam Fe2O3 đem thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thì thu được cái m gam chất rắn. Người ta hỏi cái giá trị m là giá trị gì? À, chúng ta chuyển cái số mol luôn đi ha. Cái NaL tính ra là bao nhiêu mol? Tức là 0.4 mol. À, còn cái Fe2O3 đây là tính ra là 0.06 mol. Đấy, được chưa? Rồi, chúng ta giải cách thứ nhất đi ha. Chúng ta dùng phương pháp tư duy nha. Tư duy đi. Thì cái phản ứng nhiệt nhôm nó xảy ra là Al cộng Fe2O3 thì tạo thành là gì? Al2O3 và Fe. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta chú ý nè. Chất tham gia ban đầu Al ở trạng thái rắn, Fe2O3 cũng ở trạng thái rắn, sản phẩm tạo thành Al2O3 cũng ở trạng thái rắn, Fe cũng ở trạng thái rắn. Như vậy, cái hỗn hợp thu được là chất rắn, toàn bộ đây là chất rắn hết, không có tạo thành chất khí mất mát ở đâu hết. Nha. Như vậy, chúng ta dùng cái bảo toàn khối lượng thì tính được cái khối lượng chất rắn chính là gì? Khối lượng của Al và khối lượng của Fe2O3 đem vào phản ứng thôi. Ha. Có bao nhiêu thì nó cũng nằm ở đó thôi. Không có mất mát đi đâu hết. Ha. Như vậy là 20.40 gam. Và chúng ta chọn được cái đáp án. Đây, được chưa? Đấy. Đem vào nung bao nhiêu thì ra sản phẩm là bấy nhiêu gam chất rắn thôi. Ha. Được chưa? Đây là cách thứ nhất. Ha. Tính toán dựa vào cái phương trình. Chúng ta viết lại phương trình ha. 2Al cộng Fe2O3 tạo thành là gì? Al2O3 và 2Fe. Được chưa? Như vậy ban đầu thì đề bài cho là bao nhiêu? Al là 0.4 mol. Ha. Còn Fe2O3 là 0.06 mol. Rồi như vậy thì phản ứng này thằng nào phản ứng hết, thằng nào còn dư hay là hai cái còn dư ha, nó có những trường hợp như vậy. Thì chúng ta cứ gọi cái lượng phản ứng của nó là x mol đi. Fe2O3 tham gia là x mol. Như vậy thì cái số mol Al tham gia ở đây là bao nhiêu? Tức là 2 x mol. Số mol Al2O3 tạo thành ở đây là bao nhiêu? X mol. Còn số mol Fe tạo thành ở đây là bao nhiêu? 2 x mol. Như vậy, sau phản ứng thì chúng ta có cái lượng Al còn lại là nhiêu? 0.4 trừ đi 2x. Lượng Fe2O3 còn lại là bao nhiêu? 0.06 trừ x. Lượng Al2O3 tạo thành là bao nhiêu? X. Lượng Fe tạo thành là bao nhiêu? 2x mol. Được chưa? Như vậy, cái khối lượng rắn đề bài thu được đó
chính là M, M rắn đó, thì chính là bằng gì? Khối lượng của A là 2O3 tạo thành, cộng khối lượng của Fe tạo thành, cộng khối lượng của Al nếu còn dư. À, được chưa? Còn lại. Và cộng cái khối lượng của Fe2O3 còn lại. À, được chưa? Đấy, nếu nó phản ứng không hết, thì nó còn lại bao nhiêu đó. Được chưa? Rồi chúng ta thay vào, thay số vào. Thì M bằng Al3 là gì? 102X cộng Fe2X nhân 56 cộng Al2O3 còn lại là bao nhiêu? 0.4 trừ 2X nhân 27 cộng Fe2O3 còn lại là 0.06 trừ X nhân 160. Thì từ đây chúng ta nhân vào. Và đơn giản thì chúng ta tìm được cái M sẽ bằng 20.40 yeah. Và chúng ta chọn được cái đáp án D. À, đây, 20.40 gạch. Được chưa? Đấy. Đấy là cách thứ hai để chúng ta giải bài tập này. Thế thì đối với cách này, đề bài cho hai cái số mol của hàng này. Chúng ta không biết nó cái nào phản ứng hết, cái nào phản ứng còn dư. Hoặc là có thể hai cái nó còn dư. Thế thì chúng ta cứ gọi X là cái số mol của cái thằng lượng nhỏ này nè. Tham gia nè. À, tham gia một lượng X thôi. Nếu nó hết thì cái X này bằng 0.06. Thì thằng này hết thôi. À, được chưa? Đấy. Thế thì chúng ta có được là gì? Ban đầu 0.4, 0.06 tham gia X. Thì này tham gia là 2X. Tạo thành thằng này là X, thằng này là 2X mol. Như vậy sau phản ứng chúng ta có này. Thằng này còn lại là 0.4 trừ 2X. Thằng này là 0.06 X. Thằng này tạo thành X, này tạo thành 2X. Như vậy cái khối lượng rắn chính là gì? Có lượng thằng này, không có lượng thằng này, không có lượng này còn lại, không có lượng này còn lại. À, chúng ta thay vào, chúng ta tìm được cái M bằng 20.40 gạch. Và chúng ta chọn được cái đáp án. Để, được chưa? Đấy. Bài tập như trên màn hình. Hòa tan hoàn toàn 8.60 gram hỗn hợp 2 muối carbonate của kim loại hóa trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 3.36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch X thu được M gam muối can. Giá trị của M là A. 10.33 B. 8.96 C. 7.62 D. 10.25. Rồi đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho 8.60 gam hỗn hợp 2 muối carbonate của kim loại hóa trị 2 và 3. Thì nếu mà hóa trị 2 chúng ta gọi là M đi, thì cái muối là MCO3. Còn cái hóa trị 3 là M phẩy đi, thì cái muối là gì? M phẩy 2CO3 3 lần. Hỗn hợp này là 8.60 gam. Cho tác dụng với HCl thì sản phẩm là gì? Kim loại M hóa trị 2 tạo thành muối là gì? MCl2. M phẩy hóa trị 3 thì tạo thành muối là gì? M phẩy Cl3. Ngoài ra còn có khí CO2 và H2O. Hai muối MCl2 và M phẩy Cl3. Đây là cái dung dịch X. Thì khi co cạn thì chúng ta có được M gam. Còn CO2 thì người ta cho là gì? 3.36 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy chúng ta tính luôn cái số mol của CO2 đi. Thì bằng 3.36 chia 22.4 bằng 0.15 mol. Đấy. Rồi, như vậy để giải bài tập này thì chúng ta đầu tiên viết các phương trình phản ứng nó xảy ra như thế nào. Muối MCO3 tác dụng với lại HCl tạo thành MCl2 cộng CO2 cộng H2O. Ta đặt đây là phương trình số 1. Chúng ta tiến hành cân bằng phương trình này 2 lần HCl. Phương trình thứ 2, muối M phẩy 2
CO3 3 lần cộng HCl tạo thành M.Cl3 cộng CO2 cộng H2O. Đây là phương trình số 2. Chúng ta tiến hành căn bằng phương trình này. Đây, 2, 6, 3, và 3. Được chưa? Sau khi viết và cân bằng hai phương trình này thì chúng ta tiến hành đặt các đại lượng vào để tính toán. Ở đây, nếu chúng ta gọi số mol của khí CO2 sinh ra ở phản ứng 1 là X, ở phản ứng 2 là Y, thì chúng ta có là gì? Đầu tiên, cái số mol tổng CO2. Thế bằng số mol CO2 sinh ra ở phản ứng thứ nhất cộng số mol CO2 sinh ra ở phản ứng thứ hai. Điều này tương đương với là gì? X cộng Y bằng 0.15. Ta đặt đây là phương trình A. Phương trình thứ hai, chúng ta dùng bảo toàn khối lượng. Ở đây, ta có là gì? Khối lượng của hai muối carbonat cộng khối lượng của HCl sẽ bằng khối lượng của cái dung dịch X này ha, cộng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của H2O. Đây chính là gì? Tổng khối lượng của chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của chất tạo thành sau phản ứng. Ở đây khối lượng hai muối carbonat là đây và đây, khối lượng HCl là đây và đây, khối lượng của cái X này chính là MCl2 và M.Cl3, khối lượng CO2 là đây và đây, khối lượng H2O đây và đây. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta thay số và chúng ta tính toán. M2 muối carbonat đề bài cho là 8.60g. MHCl thì chúng ta tính toán dựa vào phương trình đây. Ở phản ứng thứ nhất thì HCl tham gia là bao nhiêu? Cái này chính là 2x mol. Ở phản ứng thứ hai, số mol HCl tham gia là 6y chia 3, tức là 2y mol. Như vậy cái khối lượng của HCl là gì? 2x cộng 2y đấy, 2x cộng y nhân khối lượng mol của nó là 36.5 bằng mx, tức là gì? M để bài yêu cầu tính, cộng mCO2. CO2 tức là gì? X cộng y nhân cho 44 cộng mH2O. H2O ở đây là bao nhiêu mol? Chính là X mol. Ở phản ứng thứ hai, H2O chính là Y mol. Như vậy là gì? Khối lượng H2O chính là X cộng Y nhân 18. Ta thay cái X cộng Y bằng 0.15 ở phương trình A này vào đây. Đây, đây. Thì chúng ta có là gì? Điều này tương đương với ha. Viết lại nha. 8.60 cộng 2 X cộng Y tức là 0.15 nhân 36.5 và M cộng X cộng Y là 0.15 nhân 44 cộng 0.15 nhân 18. Từ đây chúng ta tính được M và 10.25 gam và chúng ta chọn được cái đáp án D. Được chưa? Đây, đây, đáp án D, 10.25. Đấy, đây, bài tập này thì chúng ta vận dụng cái phương pháp bảo toàn khối lượng để chúng ta tính toán, ha, được chưa? Thì đầu tiên thì chúng ta phải viết các phương trình phản ứng nó xảy ra, sản phẩm tạo thành là gì, ha. Rồi, sau đó chúng ta gọi ẩn số là số mol của CO2 sinh ra ở từng phản ứng.
thì chúng ta có được phương trình liên hệ đầu tiên là gì? Tổng cái số mol CO2 này chính là cái đề bài cho là 3.36 lít chính là 0.15 mol. Rồi, phương trình thứ hai thì chúng ta dựa vào bảo toàn khối lượng. Ở đây là gì? Tổng khối lượng của chất tham gia bằng tổng khối lượng của sản phẩm tạo thành. Và chúng ta thay vào, chúng ta tính được M bằng 10.25. Được chưa? Đấy. Bài tập này giúp chúng ta củng cố lại cái phương pháp bảo toàn khối lượng. Ha. Được chưa? Các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Bài tập như trên màn hình. Cho 2.84 gram hỗn hợp X chứa 2 muối CaCO3 và MrCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 672 cm khối khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X lần lượt là A 28.56% và 71.44%, B 66.35% và 33.65%, C 70.42% và 29.58%, D 48.72% và 51.28%. Lời đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hỗn hợp X gồm cả hai muối là gì? CaCO3 và MrCO3. Hỗn hợp X này có khối lượng là 2.84 gram. Cho tác dụng với HCl dư. Có sản phẩm là gì? CaCl2, MrCl2, khí CO2 và H2O. CO2 ở đây là 672 cm khối. Ở đây cái thể tích nó cho ở đơn vị là cm khối. Chúng ta chuyển đổi đi ha. 672 cm khối chính là gì? 672 ml, 1 cm khối bằng 1 ml. Thì cũng chính là 0.672 lít. Từ đó chúng ta chuyển qua cái số mol CO2 luôn đi. 0.672 chia 22.4 bằng 0.031. Đấy. Đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X là bao nhiêu. Ha. Rồi, chúng ta giải bài tập này như sau. Đầu tiên chúng ta viết phương trình phản ứng xảy ra. CaCO3 tác dụng với lại HCl tạo thành sản phẩm là gì? CaCl2, CO2 và H2O. Ta đặt đây là phương trình số 1. Ta tiến hành cân bằng phương trình này. 2HCl. Tương tự như vậy, MrCO3 tác dụng với lại HCl tạo thành MrCl2 cộng CO2 và H2O. Đây là phương trình số 2. Cân bằng. Rồi, được chưa? Ở đây vì đề bài cho cái HCl dư nên hai cái muối này phản ứng hết. Nên ta có quyền gọi cái số mol của CaCO3 và MrCO3 tham gia ở phản ứng 1 là X, tham gia phản ứng 2 là Y. Ha. Như vậy thì chúng ta có cái biểu thức của cái bảo toàn khối lượng là như thế này. Khối lượng của hỗn hợp X cộng khối lượng của HCl bằng khối lượng của CaCl2 cộng khối lượng của MrCl2 cộng khối lượng của CO2 và cộng khối lượng của H2O. Đây, tổng khối lượng của chất tham gia bằng tổng khối lượng của sản phẩm tạo thành. À, MX chính là MCaCO3 và MrCO3. MHCl chính là HCl ở phản ứng 1 và HCl tham gia ở phản ứng 2. MCaCl2 chính là CaCl2 tạo thành ở phản ứng thứ nhất. MrCl2 chính là MrCl2 tạo thành ở phản ứng thứ hai. MCO2 chính là CO2 sinh ra ở phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ hai. MH2O chính là H2O tạo thành ở phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ hai. Được chưa? Và bây giờ chúng ta tiến hành thay số vào. MX
đề bài cho là 2.84g, được chưa? Cộng MHCl, HCl tham gia đây là bao nhiêu? 2x1. HCl tham gia phản ứng thứ hai là bao nhiêu? 2y1. Như vậy cái khối lượng HCl là gì? Tổng là 2x cộng y nhân 36.5 bạc. Khối lượng của CaCl2 ở đây, CaCl2 sinh ra là bao nhiêu? X1. Như vậy cái khối lượng của nó là gì? 111x cộng khối lượng MRCl2. MRCl2 sinh ra ở phản ứng thứ hai là bao nhiêu? Y1. Như vậy cộng 95y cộng khối lượng CO2, đề bài cho số mol của nó là 0.03, nhân khối lượng mol là 44, cộng khối lượng H2O. H2O sinh ra ở phản ứng thứ nhất là bao nhiêu? X1. Ở phản ứng thứ hai là bao nhiêu? Y1. Như vậy X cộng Y nhân 18. Được chưa? Đấy. Rồi, tiến hành nhân vào và đơn giản chúng ta có cái biểu thức cuối cùng là gì? 40 x cộng y cộng 16x bằng 1.52. Ta đặt đây là phương trình A. Được chưa? Phương trình thứ hai chúng ta khai thác dựa vào cái số mol của CO2 bằng 0.03 mol. Điều này có nghĩa là gì? Số mol CO2 sinh ra ở phản ứng thứ nhất là bao nhiêu mol? X1. Ở phản ứng thứ hai là bao nhiêu? Là Y1. Như vậy X cộng Y bằng 0.03. Ta đặt đây là phương trình B. Thay cái phương trình B vào phương trình A này. Ở đây, X cộng Y. À, ta có. Thay B vào A. Ta có là gì? 40 nhân X cộng Y lúc này là 0.03 cộng 16X bằng 1.52. Từ đó chúng ta tìm được X bằng 0.021. Và chúng ta tính luôn được cái phần trăm khối lượng của CaCO3 chính là gì? Khối lượng của nó 0.02 nhân 100 chia cho khối lượng hỗn hợp là 2.84 nhân ở ngoài là 100 và 70.42%. Và chúng ta cũng tính được luôn cái phần trăm khối lượng của MRCO3 lại còn lại là bao nhiêu? Chính là lấy 100% trừ 70.42% bằng 29.58%. Và chúng ta chọn được cái đáp án C. 70.42 và 29.58%. Được chưa? Đấy. Các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Bài này thì chúng ta áp dụng bảo toàn khối lượng. À, chúng ta tìm ra được ha. Dựa vào hai cái dữ kiện của đề bài là cái hỗn hợp X và cái số mol của khí CO2. Ha. Được chưa? Chúng ta có được hai phương trình liên hệ. Và từ đó chúng ta biến đổi, chúng ta tính được cái số mol của cái CaCO3. Từ đó tính được cái phần trăm khối lượng của CaCO3 và phần trăm khối lượng của MRCO3. Được chưa? Bài tập như trên màn hình. Hòa tan 28.40g hỗn hợp X chứa 2 muối carbonat của 2 kim loại hóa trì 2 bằng dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 10 lít khí ở 54.6 độ C. 0.8064 atmosphere và m gam dung dịch Y. Giá trị của m là A 15.85, B 36.75, C 31.70, D 28.96. Như vậy đối với bài tập này, trước tiên chúng ta tóm tắt đề như sau. Đề bài cho hỗn hợp X gồm có
hai muối carbonat của hai kim loại hóa trị hai, hay gọi là ACO3 và BCO3. Có khối lượng là 28.40 gram. Cho tác dụng vừa đủ với CL. Như vậy sản phẩm tạo thành là gì? ACL2, BCL2, khí CO2 và H2O. ACL2, BCL2 gọi là cái dung dịch Y. Khối lượng là m gram. Còn khí thu được là CO2. Nó thể tích là 10 lít ở 54.6 độ C và 0.8064 atmosphere. Rồi chúng ta chuyển qua cái số mol khí luôn đi. Là CO2 sẽ bằng là gì? Tính theo công thức VV trên RT thì sẽ bằng là V là 0.8064 nhân V là 10 chia R 0.082 nhân T tức là 54.6 cộng 273. Vậy tính ra sẽ có là 0.31. Đấy, đề bài yêu cầu xác định M. Rồi, bây giờ chúng ta giải bài này theo cách thứ nhất đi ha. Cách thông thường để chúng ta nắm vững cái phương pháp trước ha. Cách thứ nhất, thông thường nha. Như vậy, đối với cách thông thường thì chúng ta làm thế nào? Đầu tiên là chúng ta viết phương trình phản ứng nó xảy ra như thế nào. Sản phẩm tạo thành là gì? Ta có ACO3 tác dụng với lại HCl. Thì tạo thành là gì? ACL2 cộng CO2 cộng H2O. Ta đặt đây là phương trình thứ nhất đi. Ta cân bằng 2. Ha. Rồi. Tương tự như vậy. BCO3 tác dụng với HCl tạo thành là gì? BCL2 cộng CO2 cộng H2O. Đây là phương trình số 2. Rồi chúng ta cân bằng phương trình này luôn. 2. Tiếp theo chúng ta đặt các ẩn số vào để chúng ta tính toán. Cụ thể ở đây là gì? Nếu chúng ta gọi số mol của khí CO2 sinh ra ở phản ứng 1 và phản ứng 2 là X và Y, thế thì chúng ta có cái số mol CO2 sẽ bằng cái số mol CO2 ở phản ứng 1 cộng với lại cái số mol CO2 sinh ra ở phản ứng 2. Điều này có nghĩa là gì? X cộng Y sẽ bằng 0.3. Ta đặt đây là phương trình A. Tiếp theo, chúng ta dùng bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng ở đây là như thế nào? Tức là cái khối lượng của hỗn hợp X cộng khối lượng của HCl sẽ bằng khối lượng của dung dịch Y cộng khối lượng CO2 cộng khối lượng H2O. Tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng chất tạo thành. Đây, chất tham gia là đây. ACO3, BCO3. Gọi chung là cái hỗn hợp X. Tham gia là HCl ở hai phản ứng này. Đây. Sản phẩm tạo thành là gì? ACL2, BCL2 là cái dung dịch Y đây. CO2 sinh ra ở đây, CO2 sinh ra ở đây. H2O ở đây, H2O ở đây. Được chưa? Như vậy, tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng chất tạo thành. Được chưa? Rồi, chúng ta tính toán, chúng ta đặt vào. Nha. Khối lượng hỗn hợp X đề bài cho là nhiêu? 28.
phép 40 gam, được chưa? Khối lượng của HCl, HCl tham gia ở đây là bao nhiêu? Chính là 2 x mol, đúng chưa? Và tham gia ở phản ứng B là bao nhiêu? Chính là 2 y mol. Như vậy khối lượng của HCl là gì? 2 x cộng y nhân cho khối lượng mol của nó là 36,5 sẽ bằng khối lượng dung dịch y, chính là m yêu cầu tìm ha, cộng khối lượng CO2, tức là gì? X cộng y nhân khối lượng mol của nó là 44 và cộng khối lượng H2O, thì số mol H2O ở phản ứng 1 là bao nhiêu? Chính là x mol, và số mol H2O ở phản ứng 2 là bao nhiêu? Chính là y mol. Như vậy khối lượng H2O chính là x cộng y nhân 18. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta thay cái x cộng y bằng 0,3 ở phương trình A này vào đây, đây, đây. À, vậy chúng ta có là gì? Viết lại ha, 28,40 nè, cộng 2, x cộng y chính là 0,3 nhân cho 36,5 bằng m, viết lại, cộng x cộng y ở đây là 0,3 nhân 44 cộng 0,3 nhân 18. Từ đó chúng ta tính được m bằng 31,70 gam, và chúng ta chọn được cái đáp án C, được chưa? Rồi, và chọn cái đáp án C, 31,70. Đấy, đây là cách thứ nhất chúng ta giải theo phương pháp bảo toàn khối lượng, giải chậm để chúng ta quen phương pháp. Bây giờ cũng bài tập này chúng ta giải theo cách thứ hai nha. Thế thì cách thứ hai chúng ta giải như thế nào? Cách hai, ở đây chúng ta dùng phương pháp trung bình. Chúng ta gọi m trung bình CO3 là công thức phân tử trung bình của hỗn hợp X, được chưa? Tức là hai muối carbonat. Thế thì cái phương trình phản ứng nó xảy ra như sau: m trung bình CO3 tác dụng với HCl tạo thành là gì? M trung bình CL2 cộng CO2 cộng H2O, được chưa? Chúng ta cân bằng. Rồi, ở đây số mol của cái CO2 sinh ra là bao nhiêu? 0,3 mol, được chưa? Thế thì cái số mol của HCl tham gia ở đây là bao nhiêu? Chính là 2 nhân 0,3. Còn cái số mol H2O sinh ra ở đây là bao nhiêu? Chính là 0,3 mol, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng ngay cái bảo toàn khối lượng liền. Tức là gì? Khối lượng của m trung bình CO3 cộng khối lượng của HCl bằng khối lượng của m trung bình CL2 cộng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của H2O. Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng chính là hai chất này bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm ba chất này, được chưa? Rồi thì chúng ta thay số vào. Khối lượng của m trung bình CO3 đề bài cho là bao nhiêu? 28,40 gam. Khối lượng của HCl chính là số mol của nó, tức là 2 nhân 0,3 nhân khối lượng mol 36,5. Và khối lượng của m trung bình CL2 chính là m đề bài yêu cầu tìm cộng khối lượng CO2 chính là số mol của nó nhân 44 cộng khối lượng H2O, số mol là 0,3
nhân khối lượng mol là 18. Như vậy, từ đây chúng ta tính được M bằng 31,70. Chúng ta chọn được cái đáp án C. Được chưa? Đấy. Như vậy là gì? Cách thứ hai bằng phương pháp trung bình thì chúng ta cũng tính ra được cái M bằng 31,70 gam. Và cách này thì nó gọn hơn. Gọn hơn so với cách trên. Bởi vì chỉ có một cái phản ứng này thôi. Được chưa? Đấy. Không cần ẩn số nhiều. Chỉ cần viết một phương trình phản ứng này, đặt các số mol vào và chúng ta tính toán theo bảo toàn khối lượng là chúng ta tính ra được ngay M ngay. Được chưa? Đấy. Rồi. Các bạn xem lại nội dung bài giảng ha. Bài tập như trên màn hình. Cho 17,40 gram hỗn hợp X chứa 3 kim loại iron, Fe, copper, Cu và aluminum, Al. Phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư. Ta thu được dung dịch Y, 6,40 gram chất rắn và 9,856 lít khí ở 27,3 độ C, 1 atmosphere. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X lần lượt là A, 15,80%, 38,86% và 45,34%, B, 56,82%, 17,68% và 25,50%, C, 32,18%, 36,79% và 31,03%, D, 38,12%, 36,29% và 25,59%. Bây giờ đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại là gì? Fe, Cu và Al. Hỗn hợp X này có khối lượng là 17,40 gam. Cho tác dụng với H2SO4 loãng dư. Thế thì thu được dung dịch Y. Y gồm cái gì? Fe, SO4, Al2, SO4 và là, đây là dung dịch gì? Chất rắn, 6,40 gram chất rắn. Chất rắn ở đây chính là gì? Cu không phản ứng. 6,40 gram. Vì Cu là đứng sau hydro trong dãy điện hóa, đúng không? Cho nên Cu không phản ứng với H2SO4 loãng. Và các phí là gì? Phí H2. Thể tích là 9,856 lít ở 27,3 độ C và 1 atmosphere. Rồi, chúng ta chuyển cái số liệu này qua số mol luôn đi. NH2 và VV trên RT và 1 nhân 9,856 chia cho R 0,082 nhân T 27,3 cộng 273. Rồi tính ra là bằng 0,41. Rồi. Đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của Fe, Cu, Al trong hỗn hợp X. Rồi, đầu tiên chúng ta giải bài tập này theo cách thứ nhất ha. Với cách này thì chúng ta đầu tiên là viết phương trình phản ứng nó xảy ra như thế nào. Fe tác dụng với H2SO4 loãng tạo thành là gì? Fe SO4 và H2. Đây là phương trình phản ứng số 1. Phương trình phản ứng số 2, Al tác dụng với H2SO4 loãng tạo thành là gì? Al2SO4 ba lần cộng H2. Đây phương trình phản ứng số 2. Chúng ta cân bằng phương trình phản ứng số 2. 2, 3, 3. Được chưa? Còn cái Cu thì sao? Tác dụng với H2SO4 thì phản ứng này
không xảy ra. Được chưa? Đấy, thì cái rắn chính là cái chất rắn thu được chính là cái CO đấy. Ha. Rồi, như vậy nếu chúng ta gọi X là số mol của Fe tham gia phản ứng, Y là số mol của Al tham gia phản ứng, thế thì chúng ta có cái số mol H2 sinh ra ở đây là bao nhiêu? X mol. Và phản ứng 2 là bao nhiêu? Chính là 3Y chia 2. Chúng ta có phương trình liên hệ đầu tiên, số mol H2 tổng bằng số mol H2 sinh ra ở phản ứng thứ nhất và số mol H2 sinh ra ở phản ứng thứ hai. Điều này có nghĩa là gì? X cộng 3Y chia 2 bằng 0,4. Chúng ta đặt đây là phương trình A. Được chưa? Tiếp theo chúng ta dùng cái phương trình của bảo toàn khối lượng. Ở đây, khối lượng của hỗn hợp X cộng khối lượng của H2SO4 sẽ bằng khối lượng của dung dịch Y cộng khối lượng của chất rắn chính là Cu cộng khối lượng của H2. Tổng khối lượng của các chất tham gia bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm. Được chưa? MX chính là gì? FeCuAl. MH2SO4 chính là đây. M dung dịch Y chính là FeO4 và Al2SO4 ba lần. M rắn Cu ở đây không phản ứng, chuyển qua sản phẩm. À, MH2 ở đây và ở đây. Được chưa? Như vậy, chúng ta thay số vào. MX đề bài cho là bao nhiêu? 17,40 gam cộng MH2SO4. Thế thì số mol H2SO4 ở phản ứng thứ nhất là bao nhiêu? Chính là X mol. Số mol H2SO4 ở phản ứng thứ hai là bao nhiêu? Chính là 3Y chia 2 mol. Như vậy cái khối lượng của H2SO4 chính là gì? 98.000 X cộng 3Y chia 2. Được chưa? Khối lượng dung dịch Y chính là bao nhiêu? Ở đây số mol FeSO4 là X mol. Thế thì cái khối lượng của FeSO4 là 152 nhân X. Còn cái số mol Al2SO4 sinh ra ở đây là bao nhiêu? Chính là Y chia 2. Thì khối lượng của nó tương ứng là bao nhiêu? Cộng 342 nhân Y chia 2 cộng khối lượng chất rắn sinh ra là bao nhiêu? Không phản ứng, đưa vào sản phẩm là 6,4 ha. Cộng 6,4 cộng khối lượng của H2. H2 chính là X cộng 3Y chia 2 nhân cho 2. Được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta thay cái giá trị X cộng 3Y chia 2 bằng 0,4 ở phương trình A vào đây. Vào đây. Thế thì chúng ta có là gì? Viết lại một bước nữa nha. 17,40 cộng 98 nhân X cộng 3Y chia 2 chính là 0,4 bằng 152 X cộng cái này chia 2 đi. Đã còn lại là 171 Y cộng 6,4 viết lại cộng 2 nhân 0,4. Từ đây chúng ta có được cái phương trình là gì? Từ đây chúng ta có được phương trình là gì? 152 x cộng 171 y bằng 49,40. Ta đặt đây là phương trình B. Vậy ta giải cái hệ gồm các phương trình A và phương trình B, ta tính được là gì? Giá trị X bằng 0,1 mol và Y bằng 0,2 mol. Và từ đó chúng ta tính được luôn cái phần trăm khối lượng của X là Fe ha. Thì bằng công thức là gì? Khối lượng của nó chia cho khối lượng hỗn hợp nhân 100. Thì sẽ bằng thay số vào
MRE chính là gì? 0.1 nhân cho 56 chia cho 17.40 nhân 100. Bấm máy, bạc. 32.18%. Rồi, từ giá trị Y thì chúng ta tìm được cái phần trăm khối lượng của AL. Thì tương tự như vậy, bạn khối lượng của AL chia cho khối lượng của hỗn hợp nhân 100 bằng 0.2 nhân 27 chia cho 17.40 nhân 100 bằng 31.03%. Còn cái phần trăm khối lượng của CU thì chúng ta lấy cái tổng 100% trừ đi hai cái phần trăm khối lượng kia, 32.18% cộng cho 31.03%, tính ra là 36.79%. Như vậy là gì? Chúng ta tìm được cái đáp án C, được chưa? Đây, 3 giá trị 32.18, 36.79 và 31.03. 32.18, 36.79, 31.03. Đây, được chưa? Đáp án C. Đấy, bây giờ chúng ta giải thêm một cách nữa nha. Ở đây chúng ta chú ý nè. Giờ cách thứ hai ha. Cách thứ hai cũng là phương pháp bảo toàn khối lượng thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta chú ý là cái khối lượng chúng ta bảo toàn ở đây là khối lượng tổng MX, 3 cái này luôn. FEALCU, cái MX này. À, thế thì khi đó cái CU không phản ứng, nó chuyển vào sản phẩm. Thế thì chúng ta phải cộng cái bên sản phẩm là cái M chất rắn Y đây. À, M chất rắn này. Được chưa? M chất rắn CU này. Đấy. Thì còn bây giờ chúng ta là gì? Cũng bảo toàn khối lượng, nhưng mà chúng ta bảo toàn khối lượng của hai cái thằng này thôi. Hai cái thằng phản ứng thôi. À, phản ứng 1 và phản ứng 2 thôi. Còn cái thằng không phản ứng này chúng ta không bảo toàn nó nha. Thì bây giờ chúng ta bảo toàn ở phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ hai. Thế thì cái biểu thức của bảo toàn khối lượng lúc này chúng ta biểu diễn là gì? Khối lượng của FE cộng khối lượng của AL cộng khối lượng của H2SO4 sẽ bằng khối lượng của FeSO4 cộng khối lượng của Al2SO4 3 lần cộng khối lượng của H2. Được chưa? Đấy. Đây. Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng gồm có là gì? Fe, Al và H2SO4. Fe, Al, H2SO4 bằng tổng khối lượng của sản phẩm tạo thành. Đó là gì? FeSO4, Al2SO4 3 lần và H2. FeSO4, Al2SO4 3 lần và H2 ở đây. Được chưa? Đây. Như vậy thì gì? Chúng ta tiến hành biến đổi ha. Khối lượng của Fe và khối lượng của Al chính là gì? Khối lượng của hỗn hợp X trừ khối lượng của CU. Đúng không? Cộng khối lượng của H2SO4 bằng khối lượng của FeSO4 cộng khối lượng Al2SO4 và là cộng khối lượng của H2. Được chưa? Rồi, như vậy thay số vào. Thay số vào chúng ta có là gì? MX chính là 17.40 trừ MCU chính là 6.40 cộng MH2SO4 chính là gì? Số mol của nó. X cộng 3Y chia 2 nhân cho khối lượng mol là 98. Và khối lượng FeSO4 chính là gì? 152. Số mol của nó là X. Khối lượng của A là 2SO4 3 lần là gì? 342 nhân số mol nó là Y chia 2. Còn khối lượng của H2 là gì? X cộng 3Y chia 2 nhân cho khối lượng mol nó là 2. Được chưa? Rồi, triển khai cái phương trình này.
thì chúng ta có là gì? Thay luôn cái giá trị x cộng y 3y chia 2 ở đây bằng 0.4, thay vào đây à, thì chúng ta viết lại là gì? 17.4 nè trừ 6.40 nè cộng cho bao nhiêu? 0.4 nhân 98 bằng 152x cộng cái này chia 2 là 171y cộng 1.4 nhân 2. Thì từ đây chúng ta cũng có được cái phương trình là gì? 152x cộng 171y bằng 49.40. Đây, phương trình B. Được chưa? Giống như cái phương trình trên này. 152x cộng 171y bằng 49.40. Ở đây, 152x cộng 171y bằng 49.40. À, từ đó chúng ta cũng giải hệ A và B. A chính là cái số mol tổng của H2 đây. À, giống nhau. À, rồi, B đây. Thì chúng ta cũng tìm được là gì? X bằng 0.1 mol. Và Y bằng 0.2 mol. Và tương tự như vậy chúng ta tính được cái phần trăm của FE bằng 32.18%, phần trăm của AL bằng 31.03% và phần trăm của CU bằng 36.79%, và tìm được cái đáp án C. Đấy, cái cách 2 này nó chỉ khác ở chỗ là chúng ta viết cái biểu thức bảo toàn khối lượng thôi, viết cho hai cái phương trình phản ứng xảy ra thôi, chứ không có viết phần. Ha. Được chưa? Đấy. Đấy. Hai cách bảo toàn khối lượng, cái nào cũng được. Cái nào cũng ra đúng kết quả đó. Ha. Quan trọng là chúng ta xác định được cái chất tham gia là gì, sản phẩm là gì. Đừng có bỏ sót cái chất tham gia và sản phẩm là được. Ha. Được chưa? Rồi. Các bạn xem lại nội dung bài giảng ha. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share, đồng thời nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.